Hello, chào các bác, chào các bác đến kênh review hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay đang gặp tự các bác một chiếc đồng hồ đến từ nhà xuất Seiko và chiếc này chúng ta sẽ nằm trong bộ sưu tập Seiko Preset. À, đây là một chiếc phiên bản Nhật nội địa các nhé, với mã sản phẩm là Sari 053 và đồng hồ thiết kế đơn giản và là đẹp mà hơi hướng sport thể thao, khỏe khoắn và làm tính của thương hiệu Seiko. chiếc à, này chúng ta làm chiếc hàng new full box đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em. Tông màu đen, khỏe khoắn, dễ đeo. À, chiếc này bên em nó có sẵn hàng của anh em mức giá rất là tốt chỉ là 5 triệu 800 000 đồng thôi nhé 5 triệu 800 000 đồng một giá phải nói cực kỳ giá triệu cho một chiếc đồng hồ sử dụng máy 4R mà đây làm chiếc 4R38 thiết kế Open hát lộ máy trước khi đến cơm trước nội trong video ngày hôm nay sẽ mong anh em dành một chút thời gian khoảng 12 giây thôi muốn đăng ký kênh ở phía dưới video ấn quả cho bên cạnh để khi bên em đăng video đồng hồ mới YouTube sẽ thông báo cho anh em Từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào về cung cấp nhá không mất nhiều thời gian anh em nữa chúng ta kỹ hơn với chiếc Seiko trong đồng hồ ngày hôm nay Chiếc xe côn đang các bác thì sẽ là một chiếc với thiết kế mặt một số màu đen kim một cọc được mạ mà, là màu thép này. phần vỏ dây làm chất liệu thép không gỉ 36 l bộ dây thép đúc khóa thép lá và đáy sau của máy cho em quan sát chuyển động máy trong. À, chiếc này chúng ta thì có sử mặt số màu đen, khỏe khoắn nam tính, thiết kế với điểm nhấn là cửa sổ phân hát lộ máy góc 9 giờ đồng hồ. Em này của chúng ta thì à, với trọng lượng ở mức cũng khá là đầm tay đây anh em nhé. Nên khi mà anh em đeo thì cảm giác nó sẽ có mất khoảng 1 đến 2 ngày để anh em làm quen với trọng lượng của chiếc hôm nay à, đầm chắc phải có năm tính hoàn thiện tốt rồi thiết kế sai mặt ở khoảng 41 mm độ dài mặt số của cái này nó rơi vào tầm khoảng 12 thế nên là nếu đẹp trước này tay của anh em nên khoảng nếu tay từ 16 cm trở lên thì anh em thể đeo đẹp được trước này về mã sản phẩm thì trước này chúng ta phiên bản địa mã sản phẩm là Sari 053 giá bán lẻ tại Nhật là 44.000 yên ở đây chúng ta có thông tin cơ bản như là bộ máy 4R38 này giá số từ 35 đến 45 giây một ngày 24 chân kính 24.600 tần số động 41 giờ thích sản xuất và đáp tại Nhật và Sari 053 mã sản phẩm Chúc mừng là chức năng tìm chống từ anh em nhé. À, chiếc này thì với mức giá bán là 5 triệu 8 phải nói là rất là rẻ rồi bây giờ 5 triệu 8 anh em ra ngoài store chắc chắn là anh em không bao giờ mua được máy 4R của nhà xe cô đâu chưa nói đến thiết kế là 4R38 nhá à, thêm nữa thì à, mức giá 5 triệu 8 này thì phải nói cực kỳ dễ chịu rồi trước này thời điểm trước nếu thời điểm cao nhất thì có thời điểm bán con này với mức giá lên đến, đến gần 7 triệu đồng đấy cho nên là so với thời điểm này thì chiếc này nó tiết kiệm hơn rất là nhiều so với thời điểm trước rồi và anh em mua nếu mà sau này có giá nó tăng cao hơn một chút thì anh em cũng mong anh em thông cảm nhé à, đến kia thiết kế mặt số của em này thì chiếc này chúng ta thì mặt số của em nó thiết kế cũng khá là đơn giản thôi không quá cầu kỳ phức tạp chỉ có chỗ góc 9 giờ là chức năng open hát lộ máy giúp anh em quan sát chuyển động máy bên trong còn lại thì thiết kế rất là đơn giản và thuộc của xe cô à, cọc số dạng vạch với góc 369 12 thì chúng ta sẽ cọc số có vạch đôi trong lại cọc vạch đôi bình thường Góc 12 giờ chúng ta logo Seiko góc uh, 6 giờ là đồng chữ automatic tự máy cơ tự động dây bên dưới góc 7 giờ này chúng ta đồng hồ in Japan được trước sản xuất đáp và lắp tại Nhật bên này chúng ta có mã máy 4 giờ 38 và mã có phần mặt số bộ kim vịt thì, thì chúng ta kim dây thanh mảnh trong mượt mà này kim giờ một kim phút được làm dạng kim đô phi kính sapphire khối chống xước anh em hoàn toàn yên tâm trong dình sử dụng không lo một kính tại gặp kim gì Vòng 18k một phút màu trắng ngoài cùng này rất dễ nhìn trên nền mặt màu đen nói chung là chiếc này rồi mà số màu đen mà xem giờ cũng rất là dễ anh em nhỉ với sự tương phản của tông màu trắng và màu thép bạc như này thì bây giờ bên ngoài chúng ta sẽ được đánh bóng càng bên trên dưới chúng ta hoàn thiện phê trước cạnh bên chúng ta cũng sẽ có phê trước này và anh em thấy cái phê trước của chúng ta thì hoàn thiện tốt này phê trước về bóng là đan sen này nó có điểm tiếp xúc rất là đẹp càng này hơi cam vào để ôm tay hơn đúng chỉnh của logo chữ S của thương hiệu Seiko này đó dây chúng ta sẽ có bộ dây thép không gỉ đúc đặc có ba mắt dây rất khỏe khoắn nạp tính đây hướng sport thể thao anh em nhé Phần càng này nếu anh em thích đeo dây da chúng ta có thể đổi sang dây da anh em đeo cũng được không vấn đề gì cả. Bên này tương tự này. Khóa thép lá. Đấy. Và khóa này chúng ta đóng lại có logo Seiko dập chìm ở đây. Về cơ bản nó hình rồi. Nó cũng khá tương đồng với chiếc Seiko khác thôi. Rất là đẹp. Mà tông màu đen nhìn khá là khoản nam tính. con này thì thực sự nó cũng khá là dễ đeo. Anh em phải đeo đi làm đi chơi cũng được không vấn đề gì cả. Về kích thước thì chiếc này chúng ta đã có sai mặt của em nó là khoảng 41,5 mm. Độ dài mặt số của em này chúng ta sẽ có là khoảng 11,2. Lắc của lắc ở trước này. 48,8. À, tay 16 cm trở lên anh em có thể đeo đẹp được chiếc này nhá. Còn tay dưới 16 thì anh em cảm giác đeo sẽ hơi to đấy. Độ tay của em là 15.8 này. để anh em thấy là cái em đeo được phần càng nó dài hơn độ động của tay của em. Cái mặt số này thiết kế nó khá là dài viền cho nên là mặt số nhìn nó không bị quá to mà cái thân vỏ nhìn cũng khá là to trên tay 15.8 này độ dài ở mức vừa phải thôi hơn 11 mm thì độ dài với đồng hồ cơ là ổn đấy rất đẹp tông màu đẹp đèn cũng đã nhìn khỏe khá năng tính và rất là khá là dễ xem giờ bé sau chiếc này chúng ta thiết kế đáy của máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong ở đây trên cái băng này anh em thấy bộ máy trang bị là máy 4R 38A của chúng ta 24 chân kính tần số động 2 bước 600 tích có tối đa là 41 tiếng của máy nào được sản xuất vào lắp tại Nhật logo Seiko Seiko Tamcop À, máy 4 r của nhà Seiko thì bây giờ nó sẽ có bộ máy 4 r thì sẽ có con văng được làm màu vàng gold này rất là bật hơn đáy máy anh em nhé. Bên trên chúng ta có logo Seiko này, mức chống nước 13 tương đương 100 m này, kính sapphire này, thân vỏ làm thép công kỷ này mà máy mã má phần caseback back. Chúng được trên Antimax tích chống từ máy Japan sản xuất và rất tại Nhật. Thông tin thì rất là quen thuộc. À, bộ máy 4R38 nó cho đầy đủ chức năng từ lên có tự động, lên có bằng tay. Dừng kim dây chỉnh giờ này, anh em mở ra chỉnh giờ, kim dây dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chất từng dây Đồng hồ nó không có lịch cho nên anh em cứ đúng giờ mà chỉnh thôi. Tự em chỉnh đúng khoảng 3 giờ chẳng hạn. Đóng lại kim giờ chạy bình thường. Mức trung đức em này là 100 m có động thường ngày anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái. Lưu ý với anh em chút là không mang ra đi bơi, tắm tắm lại một tắm thôi anh em nhé. Với mức giá bán cực kỳ dễ chịu là 5 triệu 800 đồng Nếu anh em thích chiều này có thể là hàng bên em thông qua số điện thoại để phim trên hình Hoặc các thông tin liên hệ em để để dưới phần mô tả của video anh em gọi điện thông tin em sẽ bắn kỹ hơn anh em về chỗ này nhé Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi này của bên em Xin chào và hẹn lại anh em ở những giao đồng hồ tiếp theo